Rồi, hello, xin chào mấy anh em ha. Em chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Thì bữa nay tiếp tục mình giới thiệu cho anh em hai cái mẫu lồng siêu trâu mà nó xài cực kỳ bền nha anh em. Xài cực bền mà nó hai mẫu này đẹp lắm nha anh em. Đẹp mà mình nuôi có thể mình nuôi giữ lông giữ kiển ha. Thì cái này mẫu thứ nhất này là cái mẫu này là mẫu làm bằng nhôm nha anh em, nhôm Bali làm thủ công ha. Một cái mối đều nó nện dây đồ đều chắc chắn lắm nha anh em. Thì cửa thì làm nó gọng gãi nha anh em, cửa là làm gọng gãi ha. Thì khi ông gãi mình bắt ra bắt vô nó cũng không có sợ dướng lông nữa nghe anh em, dướng lông dướng cánh nó hư ha. Thì hai cái mẫu lồng anh em đều làm bằng nhôm Bali dày nha anh em, mẫu đẹp lắm. Mấy cái mẫu này thì xài cực kỳ bền nha anh em có làm rớt cũng không có móp méo không, chỉ làm bằng thủ công cho nha. Thì có đủ phụ kiện cho anh em chân nha anh em. Thì đầu tiên là em giới thiệu cho anh em là cái mẫu lồng quả đào ha, cái mẫu lồng quả đào nha anh em. Thì ở trong nó cũng có bốn cống, một cái mâm và cái cầu nha anh em, thì cũng đủ chân. Thì này về anh em thả vô nuôi thôi anh em. Thì cái lồng này anh em bị rộng của nó là tới 40 luôn nha anh em, bị rộng 40 ha. Này là thích hợp cho mình nuôi kiển giữ lông nữa luôn nha anh em, mẫu đẹp lắm ha. Mẫu mấy cái mẫu lồng này thì anh em yên tâm ha, anh em xài 5 năm 10 năm chuyện bình thường. Mấy cái lồng cua gáy nha anh em nó cũng không hư hao gì chân. Thì quá thì mình thay cái mâm hay là cái áo lồng nó có để mình nắng thì nó phai màu, lâu lâu mình thay. Cái này thì cũng có bán chứ nha anh em, thì đâu có vài chục ngàn à. Cái lồng thì nó bền lắm, xài cực kỳ luôn nha anh em. Cái này lơm Bali dày ha anh em coi nè. Thì cái lồng này thì bề rộng của nó là tới 40 lận nha anh em, cao 27 ha. Cái lồng này nuôi kiển nha anh em. Thì mấy lồng này anh em mà xài thời gian chán đổi qua đổi lại thôi, đổi mẫu mình nhìn chán mình đổi thôi chứ hư chứ không hư nha anh em. Thì cái lồng này hiện tại anh em bán giá là 400 nha anh em, 400 là bao phí vận chuyển nha anh em ha. Về thả chỉ thiếu chim về thả vô thôi nha anh em. 400 là bao phí vô luôn nha anh em, về tới tay anh em là 400 nha anh em. Bao bền cho anh em luôn, bao bền bao ấy luôn nha anh em. Mẫu này họ bán cực kỳ nhiều nha anh em, mẫu này đẹp lắm nha, bán cực kỳ nhiều nha anh em. Bán cực kỳ nhiều luôn. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm một cái mẫu nữa nha anh em. Thì cái mẫu này thì thoải mái lắm nha anh em. Thì nó cũng có cái mâm nha, nãy em quên xách cái mâm lên quay cho anh em ha, anh em thông cảm ha. Khi gửi về cho anh em có mâm, có móc đồ đầy đủ cho anh em, nhôm Bali dày ha. Cái nhôm này cứng dữ dằn lắm nha anh em, anh em mà có làm rớt hay là cái gì nó cũng không có móp méo gì đâu nha anh em, cứng lắm. Hàng này hàng cứng, hàng xài bền lắm nha anh em. Thì hai cái này thì bán đồng giá nhau nha anh em, một cái C36 và một cái C40 ha. Mấy cái này nó rộng rãi thoải mái lắm nha anh em, nuôi thoải mái rộng rãi lắm. Trong này ha. Kiển rồi ok lắm nha anh em, nhôm Bali dày bé chắc lắm nha anh em, làm thủ công chân ha, cửa gọng gãi nó, cửa bóc ra bóc vô thoải mái lắm. Thì trong này nó cũng có đủ bốn cống cho anh em luôn ha, giao về cho anh em đủ bốn cống luôn. Thì anh em về thả vô bao phí vận chuyển cho anh em ha, về tới tay anh em là 400 thôi nha anh em, đủ phụ kiện ha. Thì anh em cần mẫu này thì alo em nghe anh em, thì số điện thoại em để trên tiêu đề ha, trên tiêu đề trên màn hình nha anh em điện số đó hoặc là anh em nhắn tin Zalo ha, thì gửi mẫu cho anh em coi tham khảo đúng với mẫu của anh em thì mình giao cho anh em nghe nè, giao hàng toàn quốc ha. Cái mẫu này bán nhiều lắm nè, về lần cả trăm cái em bán qua đợt hết rồi anh về lên mới nghe nè. Thì em cũng nhập về hàng mới liên tục nhiều, cái em cũng có nhiều mẫu lắm nghe anh em. Thì ngày em lên một hai mẫu cho anh em tham khảo, cho nên anh em thích mẫu nào thì anh em alo em ha, hoặc là anh em cần cái mẫu nào đó thì anh em điện em, nếu có thì em báo có luôn ha, em báo có báo giá gửi về cho anh em sớm sớm xài nghe nè. Cái mẫu lồng cua gáy này thì bền lắm, cực kỳ lắm nha anh em. Thì em theo cái yêu cầu của anh em, một số anh em đó thì em cũng nhập hàng mới về liên tục. Thì anh em cần mẫu nào thì anh em alo em hay anh em. Thì anh em có thương thì anh em ủng hộ em, hoặc là anh em bấm đăng ký kênh, bấm dấu chuông á. Khi em lên những cái sản phẩm mới á, nhập về mới á, thì anh em mình nhau chia sẻ nha anh em. Còn lần nữa em cũng cảm ơn mấy anh em nhiều, chúc mấy anh em ngày mới thật nhiều sức khỏe nha anh em. Gia đình bình an ha. Bye bye, hẹn gặp lại anh em lần sau nha anh em.